Donald Trump điên cuồng. Cuối năm 2016, khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, website luật khoa tạp chí của nhóm Voice, Trịnh Hữu Long, đoàn Trang dãy lên như điệp vôi. Dường như các luật sư nhân quyền của trang web này đã chuyển sang hành nghề bói toán online khi hoảng loạn tuyên bố rằng ngày tan của chủ nghĩa pháp quyền đã điểm buộc tội ông Trump sẵn sàng trà đạp nền tư pháp lâu đời ở nước Mỹ và hô hào luật sư thế giới đoàn kết lại để bảo vệ chủ nghĩa phát quyền. Tất nhiên, quẻ bói này sai bét, vì từ đó đến nay chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cơn xúc động có phần quá lố của luật khoa đã gây bất ngờ, vì lâu nay trang này vẫn cố diễn vai như những người có học ôn hòa và bình tĩnh. Trong gần một năm tại nhiệm của Trump, luật khoa tạp chí vẫn luôn nói về ông bằng một thái độ thâm thù đại hận chẳng hạn trong bài viết vừa kể tác giả ví trăm như các nhà chuyên chế một tay che trời sẵn sàng quyết án bỏ túi hay đe nẹt các tòa án phải làm theo ý mình rồi xếp ông ngang với tập cận bình và putin thậm chí trịnh hữu long và nhóm voice thân trinh đến mỹ để thâm nhập vào nhóm đấu tranh nhân quyền với trăm một cách bài bản hẳn không chỉ để học tập kinh nghiệm mà còn mong muốn góp công sức. Ngày 31 tháng 1 năm 2017, Ban biên tập luật khoa tạp chí tuyên bố quyên góp 200 đô la cho Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ để giúp đỡ họ bảo vệ nhân quyền trên nước Mỹ. Tuy luật khoa tránh không nói thẳng trong bài viết, nhưng qua hình ảnh minh họa có thể thấy vào thời điểm đó, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ đang tiến hành một kế hoạch chống chăm vì từ trước đến nay luật khoa chỉ đi xin tiền của người Việt, chứ chưa từng quyên góp tiền cho tổ chức chống cộng nào của Việt Nam, xem ra họ chống chăm còn nhiệt tình hơn chống cộng. Quả thế, nhãn chăm trên luật khoa được dán vào 13 bài viết, trong khi nhãn tập cận bình chỉ có 3 bài. Thật tiếc cho ông Trần Đại Quang của Việt Nam, ông không hề được luật khoa tạp chí quan tâm vì họ không dành nhãn nào cho ông hết. Mấy ngày qua, khi các nhà chuyên chế Donald Trump sang Việt Nam dự hội nghị APEC 2017, cơn thâm thủ dài dẳng của luật khoa lại tái phát. Trên Facebook cá nhân, Trịnh Hữu Long viết status gọi Trump bằng thằng và viết bài binh vực biểu ngữ chống Trump của cô bán bưởi Mai Khôi. Trong điểm 4 của bài viết Binh vực Mai Khôi, Long công khai tuyên bố rằng theo cách hiểu của anh thì tự do ngôn luận bao gồm quyền tự do nói tục, như vậy trái với hình dung của chúng ta về một luật sư nhân quyền mẫu mực, lòng thả bảo vệ quyền tự do chửi bậy của Khôi còn hơn là bảo vệ quyền không bị xúc phạm danh dự và phẩm giá của ông Trâm. Cùng nhịp với Long, các thành viên của nhóm Voice và đệ tử của Đoan Trang cũng là người nhiệt tình nhất trong cuộc chiến chống lại cả làng cờ vàng và dân chủ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của cô Mai Khôi những ngày sau APEC, trái với sự hân hoan của số đông dân Việt đổ ra đường chào đón Trump và hòa nhập với nỗi buồn tê tái của làng dân chủ Việt, thì Facebook của ông chủ luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long chỉ viết về Trump. Dường như Long đã bỏ bê cuộc chiến chống dự luật an ninh mạng, mà anh là người giữ công đầu trong cuộc lo toàn dữ dội bằng cách dán nhãn luật này Made in China để tập trung vào mối thầm thù huyết hận cũ nhưng vì sao Trịnh Hữu Lăng nói riêng và nhóm luật khoa tạp chí nói chung lại căm thù Tổng thống Donald Trump đến như vậy? Trong các bài viết chống Trump trên luật khoa, họ tự nêu ra hai lý do chính. Thứ nhất, họ cho rằng Trump ưu tiên các lợi ích kinh tế và an ninh của nước Mỹ hơn là cái gọi là giá trị phổ cập như nhân quyền hoặc pháp quyền. Trump đã trở thành kẻ thù của cái trật tự thế giới được định hình bởi giá trị trên chẳng hạn trong bài nước Mỹ giàu mạnh nhờ theo đuổi và bảo vệ các giá trị nhân quyền, Trịnh Hữu Long dẫn một bài xã luận dài dòng của John McCain với các mỹ từ chính trị như nhân quyền, nhân phẩm, công lý, tự do được lặp đi lặp lại như vẹt. Trong bài McCain tuyên bố rằng nhân quyền tồn tại trên cả quốc gia trước cả lịch sử bất chấp một thực tế rằng khái niệm này chưa được định hình trước năm 1789 và cho tới giờ vẫn chẳng có quốc gia nào đảm bảo được các quyền con người căn bản nhất cho tất cả công dân. Trong đoạn lên đầu này, lòng nhiệt tình chính trị của Macken có thể so sánh với lòng nhiệt tình tôn giáo. Tuy nhiên, trong đoạn sau, Merkel hé lộ lý do đích thực khiến ông phản đối các chính sách thực tiễn của Trump. Ông tuyên bố rằng nước Mỹ giàu nhờ sung bái nhân quyền và biến nó thành một triệt tự thế giới do Mỹ quản lý. Như vậy, thực ra Merkel phản đối Trump không phải vì ông yêu nhân quyền và nhân loại bằng một tình yêu lãng mạn, mà vì ông theo đuổi một chiến lược bành trướng khác Trump. Trong khi Trump cho rằng nước Mỹ phải tự nuôi và tự bảo vệ mình trước khi đem chuông đi đánh xứ người. McCain cho rằng Mỹ nên tiếp tục kiếm tiền ở nơi xứ người bằng cách làm nghề mõ và nghề bảo kê. Nói cách khác, McCain không yêu nhân quyền vì nó tốt cho nhân loại. Ông yêu nhân quyền vì nó giúp nước Mỹ đứng trên đầu nhân loại và kiếm tiền từ nhân loại. Tất nhiên, khi nêu ra quan điểm này, McCain một lần nữa thể hiện mình là người rốt xử. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền ra đời sau Thế chiến thứ hai và Mỹ thắng Thế chiến thứ hai nhờ tập trung phát triển nền công nghiệp của mình mặc kệ các nước khác lao vào giết nhau nhân danh lý tưởng và chủ nghĩa. Nếu cho McCain quản lý nước Mỹ thời thế chiến, có thể thứ Trịnh Hữu Long đang ca ngợi hôm nay sẽ không phải là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, mà là tuyên ngôn quốc tế về chủng tộc Aryan. Điểm thứ hai khiến luật khoa chống Trump là Trump không tuân thử hiến pháp Mỹ và luật sư Mỹ như họ. Chẳng hạn, trong bài luật sư Mỹ tuyên chiến với 6 chính sách vi hiến của Donald Trump, họ tấn công Trump về tội không tôn trọng hiến pháp nước này, mà không thèm để ý xem các chính sách của Trump có hay không giải quyết được các vấn đề của nước Mỹ. Rõ ràng luật khoa không quan tâm đến lợi ích của dân Mỹ, họ chỉ bảo vệ lòng sùng kính với mọi thứ thuộc về nghề luật, là cái đem lại lợi nhuận và vị thế cho giới luật sư. Chẳng trách vì sao dân Mỹ ghét luật sư đến thế. Tóm lại, nếu Donald Trump thành công trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ chấm dứt một trật tự thế giới đạo đức giả trong đó người ta dùng nhân quyền, tự do, dân chủ để mặc cả lợi ích và gây chiến tranh. Ông cũng sẽ chấm dứt thói tôn thường nghề luật, vì ông coi luật như một công cụ để quản lý, thay vì một thứ lệ làng thiêng liêng và bất khả xâm phạm mà người ta phải thờ cúng. Vì lý do này, nhiều nhà chống cộng Việt Nam không ưa chăm. Tuy nhiên, có thể thấy ít có người Việt Nam nào tỏ ra thâm thù với Donald Trump như Trịnh Hữu Long và luật khoa tạp chí. Tại sao lại như vậy? Phải chăng luật khoa tạp chí cần một trật tự thế giới mới, trong đó nhân quyền là kinh thánh, còn Mỹ là nhà thờ chi phối mọi việc, hơn hẳn các tổ chức chống cộng khác ở Việt Nam? Quả là có chuyện này, khi thành lập luật khoa, Trịnh Hữu Long không chỉ muốn lập một trang web. Trang web này chỉ là công cụ để Long thực hiện một kế hoạch lâu dài hơn, lập một liên minh luật sư để tạo ra thay đổi chính trị. Các liên minh luật sư theo kiểu này không phải là chuyện hiếm trong sinh hoạt chính trị của các quốc gia. Và nếu nhìn xa hơn về quá khứ, ta sẽ thấy các luật sư nhân quyền khá giống một loại chính khách thời chiến quốc. Các thuyết khách của phái hợp tung Cũng như phái hợp tung, luật sư nhân quyền chuyên tập hợp kẻ yếu chống lại kẻ mạnh để tránh bị kẻ mạnh thôn tính. Chẳng hạn ở Việt Nam và Philippines, nơi Trịnh Hữu Long từng thực tập và làm việc. Họ thường nhận bào chữa cho các đoàn nông dân khiếu kiện tập thể, qua đó dâng cao ngọn cờ bảo vệ người nghèo và người yếu thế để gây thanh thế và tạo đám đông. Để lôi kéo kẻ yếu chống lại kẻ mạnh và thuyết phục họ không phản bội nhau, các thuyết khách phái hợp tung phải nhồi vào đầu kẻ yếu ba thứ. Một là nỗi ám ảnh rằng kẻ mạnh đang bắt nạt kẻ yếu, khiến tất cả kẻ yếu phải chịu thiệt thòi. Hai là niềm tin rằng kẻ yếu đông hơn, chính nghĩa hơn nên sẽ thắng. Ba là một lý tưởng chung thật mơ mộng để gắn kết những kẻ yếu và khiến kẻ yếu không phản bội nhau. Trong bối cảnh chính trị hiện nay, nhân quyền và pháp quyền cung cấp cho liên minh luật sư cả ba thứ đó, Chẳng hạn, thuyết nhân quyền tuyên bố rằng mỗi luân quyền của một người bị vi phạm, cả 7 tỷ người còn lại trên thế giới sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, khi chuyện đó xảy ra, toàn nhân loại phải xuống vào bệnh vực người kia cho đến khi các quyền trừ tượng được đảm bảo. Qua ví dụ này, có thể thấy nếu nhân quyền được tôn làm trật tự thế giới mới theo ý Trịnh Hữu Long, hiển nhiên thế giới sẽ thuộc về một đám đông kẻ yếu chuyên kêu gào đòi quyền và những kẻ cơ hội lợi dụng đám đông đó. Đây chính là lý do chính khiến Long chống chăm một cách bản năng. Khi biết Long và luật khoa tạp chí là một bản sao của phái hợp tung, ta sẽ biết phải xử lý họ bằng cách nào. Kẻ mạnh sẽ chỉ lợi dụng Long, những kẻ theo Long chỉ là kẻ yếu. Cần làm rõ danh tính và trách nhiệm của từng cá nhân trong số họ, rồi xử lý dứt điểm từng trường hợp theo đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần thường phạt công minh. Hơn bất cứ ai, các luật sư phải đi đầu trong việc làm gương tuân thủ pháp luật.